con Son nó rủ con đi đâu vậy? Có chuyện gì con cứ nói đi, hãy coi dì như là mẹ ruột của con vậy. Dạ thưa dì, con nghe xóm trên xóm dưới khắp cả làng mình cùng nhau hẹn đi xuống kinh kỳ dự hội qua năm theo lệ hàng năm để dân chúng vui chơi. Dì cho con được ra đi dự hội tiệc chốn tín đồ cho thỏa ước mong. Dì nghe con nói thương cảm vô cùng, một năm mới có ngày hội một lần, vậy con hãy mau mau con thu xếp hành trang để đi cho mau đi con. Dạ. Vì đây chỉ ngại con không y phục đẹp, ăn mặc xấu xa thì hổ thẹn cho con đó. Dạ, dạ thưa dì, con ăn mặc như vậy cũng được rồi, miễn gì cho con đi là con vui mừng. Mặc như vậy thì đi được rồi ha. Dạ. Thôi vậy dì cho con đi á. Dạ, dạ con cảm ơn dì, con cảm ơn dì, dạ con đi. Khoan Tắm mà. Dạ. Dì muốn hỏi con vậy chứ, vườn tựa con tưới xong chưa con? Dạ, dạ, dạ thưa dì con tưới xong rồi. À vậy ha, giỏi. Rồi à, mấy cái thứ củi á, hôm bữa dì mua về đó không biết con trẻ xong chưa con? Dạ, dạ thưa dì con cũng trẻ xong rồi. Xong rồi. Dạ. Giỏi ghê ha. À còn nữa con à, mấy cái giả gạo mà hôm bữa dì để ngay cái góc nhà đó, con giả xong chưa con? Dạ con cũng giả xong rồi. Xong rồi nữa. Dạ. Trời, vườn tược tưới xong, củi trẻ cũng xong, gạo cũng xong. Rồi cho nó đi hả? Hả? Ờ thì rồi sao? Con ăn mặc như vậy mày để nó mang chạy mang lưới ra đi là làm nhục người ta đó hả? Con không đi, không đi, không đi. Bận vô, bận vô, bận vô mau. Kêu chặn chút là tuột hết. Bận vô đi rồi cứ tính mà. Rồi mà đừng không không dịch không mà. Sao? Mẹ cho nó đi chứ. Ê. Vậy đi. À. Ây da. Con gái của dì hôm nay đẹp quá. Tắm ơi. Dạ. Dì muốn nhờ con một việc mà không biết con có vui lòng giúp đỡ cho dì không? Dạ thưa dì. Bị ngày mai này đó dì sực nhớ ra là ngày giỗ của cao tầng cố thổ của dì. Mà trong nhà đó thì thôi con giúp giùm cho dì nghe. Con dạ. Lựa giùm cái thúng đậu với cái thúng mè. Để mè ra mè, đậu ra đậu. Để dì nấu chè dì cúng. Con làm xong đi được con đi, cũng đâu có muộn phải không con? Dạ. Dạ thưa dì, con phải lựa đậu ra đậu, mè ra mè, xong rồi con mới được đi hả dì? Tiện chút xíu chứ gì đâu. Dạ, dạ thưa dì, dạ chừng bao nhiêu lận dì? Có hai thúng cho nhiêu. Hả? Hai thúng? Dì ơi con sao? Xin dì, tội nghiệp cho con mà dì. Cái đó là tại con không có thương dì thôi. Con không giúp đỡ cho dì báo hiếu với cao tầng cố tổ của dì. Lựa đậu với mè mà tội nghiệp cái gì không biết. Tao mà ở địa vị của mày đó, tao chết mẹ nó đi cho rồi. Sống chi mà cho khổ quá. Mày sống nhiều chừng nào mày làm khổ tao chừng nấy. Mày để cho tao phải chửi phải mắng mày, mày thấy không? Cũng tội nghiệp cho thân già tao chứ. Mỗi ngày mà tao quánh mày hoài thì mày coi sức khỏe đâu nữa mà tao đánh mày, mày thấy không? Tổ cha mày. Làm bộ cái mặt nay vàng vô mặt mày nè. Dì ơi con làm không gì? Con lại gì mà dì? Tội nghiệp con mà dì. Tội nghiệp thì lựa đây. Con xin dì cho con đi rồi con về con lựa cũng được mà dì. Trời đất ơi mày lựa làm sao tao kịp, tao cúng cao tầng của tổ tao. Kỳ hẹn cho mày nghe mày. Tao trở vô tao uống miếng nước, tao trở ra mà chưa có xong nha. Rồi mày chết mẹ mày với tao đó nghe mày. Nhớ nghe mày. Trời ơi tôi bắt con này biết tôi cũng mệt nữa. Con lại gì mà
Dì. Trời ơi, làm sao ta đi cho kịp sau khi lửa xong hai thúng này. Dì ơi, dì thương con hay dì chẳng muốn cho con đi? Thôi, ta đành bỏ lỡ cuộc dự hội chung kinh kìa. Mà cũng khổ cho ta, dẫu có đi kịp thì với quần áo rách rưới trong lúc mọi người mặc toàn là y phục mới thì cũng khổ lắm.